Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, một trái tim lớn vừa ngừng đập với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. Người đã nhiều lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên. Trong đó có 4 lần đồng chí về Hưng Yên trên cương vị Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng ôn lại hồi ức tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhân dân và quê hương Hưng Yên. Năm 1998, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Đồng chí đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân, thị xã Hưng Yên, nay là thành phố Hưng Yên, thăm trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, nay là trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, trường Năng khiếu Hưng Yên, nay là trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Văn miếu Sách Đằng và thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, nay là phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Sau khi nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung, Tổng Bí thư đánh giá cao sự phát triển với những kết quả nổi bật của tỉnh đã đạt được. Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống toàn diện cho nhân dân, chú ý đến các hộ nghèo và các gia đình chính sách, chú ý đến việc xây dựng đảng, công tác dân vận và phát triển đảng viên ở các cấp. Đồng chí yêu cầu trong phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm song song với việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực cũng như quan tâm chăm lo mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Tất nhiên chúng ta không có lạc quan tếu, thấy cái mặt được nhưng mà cũng không thỏa mãn, không chủ quan. Bởi vì là con đường đi lên còn dài lắm, kể cả xây dựng nông thôn mới, Cường vừa nhắc đúng. Người ta không phải là xong cái 19 tiêu chí là nó xong thì cứ thế mãi mãi là nông thôn mới. Thế độ 5 năm nữa, 10 năm nữa nó lại thành cũ sao? Phát triển là liên tục. Cho nên là ở nhà thì nhất mẹ nhì con. Nhưng mà ra đường thấy khối kẻ còn hơn ta. Để mình thấy là mình đang ở đâu chứ không có chủ quan, không thỏa mãn. Mặc dù so với ta trước đây là nó tuyệt vời lắm rồi. Bây giờ tôi cứ hỏi cái chỗ nhà ngói, là nhà tầng, xe máy, ô tô, đun bếp ga, vân vân. Đời sống khác xa ngày xưa, ăn mặc bây giờ khác xa ngày xưa, đi ra ngoài đường thấy phơi phới. Thế nhưng mà nó lại mặt khác, nó đẻ ra cái mặt khác. Tiêu cực, tệ nạn xã hội, gần thủ đô đây hưởng những cái văn hóa rất là đẹp, nhưng mà có những cái tệ nạn, ma túy, mại dâm, cờ bạc, rồi là những cái mặt tiêu cực xã hội. Nó đẻ ra từ kinh tế thị trường, từ hội nhập. Nhưng bao giờ sự đời nó có hai mặt, mình không được chủ quan thỏa mãn. Cho nên là chỉ các đồng chí, một số cơ quan trung ương đã lưu ý, các đồng chí chú ý rồi. Tất nhiên đấy là những gợi ý thôi. Các đồng chí là những người trong cuộc thì tham khảo. Thế rồi quyết tâm xây dựng quê hương mình nó giàu rồi thì giàu hơn nữa, đẹp rồi đẹp hơn nữa. Thế còn công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng còn lâu dài. Chúng ta mới đi được một chặng ngắn thôi. Nông nghiệp thế thôi, nhưng bây giờ đúng là phải đi vào chất lượng cao, trình độ cao. Muốn thế phải đưa công nghệ tiên tiến vào, chế biến ra làm sao, xuất khẩu được không? Hưng Yên chúng ta bây giờ là đang sơ kết nghĩa dịp kỳ rồi. Hả? Thì xã của chúng ta cũng là chuẩn bị đại hội đến nơi rồi. Già lại cái phương hướng phát triển của mình, cái quy hoạch phát triển của mình. Tính toán tổng thể để tìm con đường đi cho nó hoàn thiện hơn. Ta đã có rồi nhưng mà bây giờ làm từ đâu? Các đồng chí mỗi lần đại hội là xây dựng chủ trương đường lối, nhưng mỗi giai đoạn nó có cái khác, thì xem lần này có cái gì mới các đồng chí chuẩn bị bổ sung vào cái phương hướng phát triển sắp tới của tỉnh. Vẫn là tiếp tục công nghiệp hóa nhưng mà đi vào cái gì? Nông nghiệp nhưng mà đi vào cái gì? Cây gì, con gì, phải không?
nó có chất lượng cao và có hiệu quả cao. Các đồng chí tiếp tục chăm lo cái đời sống toàn diện cho nhân dân, chú ý cái hộ nghèo của chúng ta. Tất nhiên là toàn tỉnh bây giờ còn có hơn 5% nữa. Vâng, chúng em còn 5,7%. Thì như vậy là một thành tích cố gắng lớn. Hay là của xã chúng ta đây chỉ có 2,9% thôi. Cố gắng lắm rồi, rất là tốt. Xóa được, nhưng mà cái mai kia lại có cái nghèo nữa đấy, như lúc nãy tôi nói. Mình không chủ quan được. Rồi cái an ninh trật tự an toàn xã hội ở đây, đời sống văn hóa ở đây như lúc nãy đã nói. Và đặc biệt là chăm lo công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Vừa qua Trung ương 4 mới là một bước thôi. Và không phải chỉ có Trung ương 4, còn các hội nghị Trung ương khác cũng nói về xây dựng đảng. Thì tập trung vào cái Trung ương 4 là ba cái nội dung ấy thôi, rất là cấp bách, còn kết hợp với nhiều nghị quyết khác nữa. Rồi chúng ta nghị quyết xây dựng nông nghiệp, nông thôn, nông dân, rồi xây dựng hệ thống chính trị, rồi công tác dân vận, rất nhiều thứ phải làm. Nếu chỉ chăm lo kinh tế mà không chăm lo cho con người, không chăm lo xây dựng nguồn nhân lực như các đồng chí nói, cán bộ, thì cũng chả có kết quả bền vững đâu. Dân người ta kêu bực mình về cái chỗ tham nhũng, thoái hóa, biến chất, xa dân. Bây giờ sống sướng rồi thì là nghĩ khác. Dễ dàng quên những cái năm tháng khó khăn gian khổ lắm. Thôi gì có quyền có chức trong tay rồi thì cũng dễ coi thường người khác lắm. Rồi trong nội bộ không giải quyết cho tốt thì có khi vấn đề chức quyền thì đề bạt cất nhắc bổ nhiệm nó lại nảy sinh vấn đề từ trong nội bộ ra. Cái này ai nói được, nó sâu xa lắm, chỉ có thấy vấn đề kinh tế thôi. Các đồng chí hết sức quan tâm công tác xây dựng. Trong buổi chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2013. Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư biểu dương những nỗ lực cố gắng đi lên của thôn Trai Trang nói riêng, huyện Yên Mỹ và tỉnh Hưng Yên nói chung. Tổng Bí thư khẳng định, để đạt được kết quả này có một phần đóng góp của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, sự đoàn kết của toàn thể nhân dân. Đồng chí Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ và nhân dân thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà văn hóa thôn. Năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch để phát triển mạnh công nghiệp, thương mại dịch vụ và sản xuất nông nghiệp, thế mạnh của tỉnh giáp với thủ đô Hà Nội. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao đời sống cho nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, tỉnh phải có chiến lược phát triển để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của mình, đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh khá trong cả nước như mong mỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời. Năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm chúc Tết Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, dự lễ trồng cây mùa xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại tại thành phố Hưng Yên. Đầu xuân mới, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra nhiều người con có đóng góp to lớn trong suốt chiều dài xây dựng và bảo vệ đất nước. Có thể nói Hưng Yên là một cái mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Có rất nhiều đóng góp trong các cái cuộc kháng chiến chống thực dân trước đây, cũng trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước hiện nay. Và qua báo cáo của đồng chí Bí thư tuy ngắn gọn thôi, thì tôi cảm nhận được một cái không khí, một cái khí thế của Hưng Yên đang phát triển, đang đổi mới, đặc biệt là trong năm vừa qua. Chắc là trên con số liệu thì có thể là nó cũng phản ánh một chừng mực nhất định. Nhưng mà
Chứ đi về đây nhìn cái mảnh đất này là thấy nó thay đổi khác hẳn. Mỗi một lần về lại thấy thay đổi khác. Cái điều đặc biệt là Hưng Yên của chúng ta, cái quá trình đấu tranh cách mạng trước đây đã đóng góp rất nhiều cho kháng chiến. Chưa nói đây là quê hương của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Rất nhiều danh nhân, rất nhiều nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ở Hưng Yên chúng ta. Nhưng mà vốn là một tỉnh nghèo, trước đây là nông nghiệp ấy. Nói đến Hưng Yên là thần nông là chính phải không? Thế mà bây giờ nông nghiệp chỉ còn khoảng hơn 10%, hơn 50% là công nghiệp, còn lại là dịch vụ du lịch thương mại. Đúng không? Thế còn đâu là nông nghiệp nữa đâu? Nông nghiệp 11%. Mà bây giờ riêng thu ngân sách như là các vị trí báo cáo là 12.000 tỷ rồi. Đúng không? Và thu nhập bình quân đầu người 50 triệu, sắp xỉ với mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt là nông thôn mới là bây giờ xây dựng rất nhiều. Hộ nghèo là còn có 3,4% thôi. Không? Thì tôi để ý cái tuổi bình quân ý. Bây giờ các cụ thọ lắm. Ngày xưa là người thọ 70, xưa nay hiếm. Nhưng bây giờ thấy các đồng chí báo cáo là 328 cụ là trên 100 tuổi. Còn 70 tuổi tức là thọ xưa nay hiếm ấy, thì là tính hàng vạn. Chúng ta cũng đóng góp cho kháng chiến rất là nhiều. Thì tôi phải nói là những thành tựu rất là lớn, đóng góp rất là lớn, những con số rất là ấn tượng. Tỷ lệ hộ nghèo còn thế thôi thì không đáng kể. Bây giờ công nghiệp của chúng ta đưa vào di chuyển rất là đúng hướng, chuyển sang công nghiệp và dịch vụ. Nông nghiệp bây giờ chất lượng cao rồi, công nghệ cao, có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, đúng không? Riêng chúng ta đóng góp. Năm vừa qua các đồng chí hết sức quan tâm đến cái công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nội bộ đoàn kết tốt hơn trước, và có rất nhiều những cái hình thức hoạt động mới, khí thế. Qua nghe bí thư báo cáo là thấy khí thế, đang khí thế đó. Tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh chúc mừng những cái thành tích kết quả của Đảng bộ chính quyền nhân dân Hưng Yên anh hùng của chúng ta đạt được trong thời gian vừa qua, cũng như là đặc biệt trong năm 2017 vậy rồi. Và cái thành tích của Hưng Yên nó góp phần vào làm cho đất nước chúng ta cũng phát triển. Hôm đó đến văn phòng Trung ương thì tôi cũng đang ngồi xong cũng nảy ra mấy câu thơ, bắt chiếc thơ của Bác Hồ thôi. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng lợi tin vui khắp nước nhà, cả nước hân hoan mừng xuân mới. Có đúng không? Cả nước hân hoan mừng xuân mới. Khải hoàn, ta viết tiếp bài đảng. Còn đến đây thì riêng với Hưng Yên thì nghe các đồng chí cái năm qua cũng thắng lợi, lạc bất chiếc thơ Bác Hồ. Năm qua thắng lợi vẻ vang, Hưng Yên năm tới phải càng thắng to. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trên quảng trường mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại thành phố Hưng Yên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bày tỏ lòng ghi nhớ công lao to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh đã trồng 50 cây nhãn, cây ăn quả đặc sản nổi tiếng của Hưng Yên trên đường quy hoạch nối giữa đường Hải Thượng Lãn Ông với đường Lê Thành Nghị thuộc phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến chúc Tết tặng quà cho công nhân tiêu biểu tại Công ty Cổ phần May Hưng Long 2 thuộc phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Có thể khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư và lãnh đạo các bộ ngành trung ương trong dịp đầu xuân mới là nguồn cổ vũ động viên lớn cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh,
80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hưng Yên là tỉnh có diện tích tự nhiên và quy mô dân số không lớn, nhưng là một tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, trước hết, phải kể đến tiềm năng, lợi thế của một tỉnh thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và Tam Giác, tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đặc biệt là tiếp giáp với 5 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, đều là những trung tâm kinh tế văn hóa đô thị lớn đang phát triển rất nhanh. Đất đai thổ nhưỡng Phì Nhiêu được ví là bờ sôi ruộng mật, được kiến tạo và bồi đắp bởi phù sa sông Hồng. Hưng Yên có truyền thống văn hóa phong phú, giàu bản sắc của vùng đất văn hiến và truyền thống lịch sử anh hùng, cách mạng vẻ vang. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình kế hoạch đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ Hưng Yên tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc thời cơ, thuận lợi cần phải nắm bắt, phát huy những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo trước những thành tích, kết quả đã đạt được và cũng không hoang mang, bi quan, quá lo lắng trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra hoặc nảy sinh. Từ đó, cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần. Có như thế mới có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, Tổng Bí thư lưu ý. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tỉnh cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực, sinh động trong thực tế, đưa Hưng Yên tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, tỉnh cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của quê hương khởi nguồn, cái nôi của phong trào xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam, theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hóa Toàn quốc mới đây. Phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển, khởi dậy lòng tự hào của quê ta về truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử văn hóa con người Hưng Yên, từ đó khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương Hưng Yên phồn vinh, hạnh phúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cùng với sự phát triển kinh tế, cũng cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đặc biệt là đối với những người có công, người lao động mất việc làm, không có thu nhập vì dịch bệnh, quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân từ cơ sở. Đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cần phát huy thật tốt truyền thống 80 năm vẻ vang anh hùng của Đảng bộ để xây dựng Đảng bộ Hưng Yên và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước, với yêu cầu đảm bảo không ngừng tăng cường, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng những khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên chúng ta sẽ đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chính quyền và nhân dân Hưng Yên ngày càng phát triển, tiến bộ, đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa, quê hương ta ngày càng hưng và ngày càng yên hơn nữa. Chúc Hưng Yên tiến thật xa, Hưng Yên như thế mới là Hưng Yên.